Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, mở đầu chương trình điểm tin hôm nay, thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, công bố danh sách các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn quỹ nâng cấp xây dựng tuyến đường vào phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, và nguồn quỹ tái bản 1.000 quyển sách ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ chữa ung thư của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Danh sách tri ân chương trình làm đường bao gồm có gia đình bác Ngô Văn Thuận, Trà Vinh, gia đình bác Nguyễn Hữu Công ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cô Quyên ở Úc, gia đình cô Xuân ở Mỹ, nhóm thiện nguyện cô bé, cô hai, cô Lê Thụ Kinh, Camramata ở Úc, gia đình cô Dưỡng Úc Nam, Đức Hòa Long An, gia đình bác Lượng Phạm ở Mỹ, gia đình chị Trần Thị Oanh, anh Từ Văn Dũng, Biên Hòa Đồng Nai, bà Hương Mai, Dương Mai ở Canada, bà Nguyễn Thị Trắng, sinh năm 1943, Phật tử Giác Duyên, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh Thái Ngọc Trường Giang ở Long An, cô Trần Thị Chiên ở Canada, chị Nguyễn Thu Phương ở Hà Nội và cô Bạch Trúc Nguyễn ở Mỹ. Đặc biệt là xin tri ân đến gia đình bác sĩ Nguyễn Aram và cô Kim Anh cùng một số mạnh thường quân xin được giấu tên. Đó là danh sách của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm như ân nhân đã giúp cho phòng khám để mà xây dựng tuyến đường này. Bây giờ thầy sẽ đọc danh sách, công bố danh sách các mạnh thường quân, quý ân nhân và nhà hảo tâm đã ủng hộ trong cái chương trình in sách. Danh sách tri ân in sách công nghệ cháo nano, thảo dược nano gồm có gia đình cô Trần Thị Kim Anh ở Mỹ, chị Vân Tô Lu ở Pháp, gia đình chị Trần Thị Quang ở Biên Hòa Đồng Nai, gia đình cô Nhi Hồ ở Mỹ, cô Phương Dung Nguyễn ở Mỹ, bác Trương Thanh Tân ở Trà Vinh, cô Đỗ Kim An ở Mỹ, anh Đặng Hoàng Anh, cô Phương Mai Hồ ở Mỹ, bác Tài Phan ở Mỹ, cô Tạ Mary Anna, cô Xuân, cô Hiền, cô Lan ở Mỹ, anh Nguyễn Hoàng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, bác Joseph Huy Vũ ở Mỹ, cô Hồ Thị Quý ở Mỹ, anh Nguyễn Thiếu Nhật, bà Nguyễn Thị Trắng, sinh năm 1943, và các mạnh thường quân cũng như nhà hảo tâm xin được giấu tên khác. Một lần nữa, phòng khám các thầy xin được trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ việc in sách này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một cơ sở y tế đặc biệt chuyên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho những bệnh nhân khó khăn. Tại đây, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên không chỉ mang đến sự chăm sóc y tế tận tâm mà còn gửi gắm tình cảm, chân thành và sự đồng cảm sâu sắc. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hải, một bệnh nhân đến từ tỉnh Vĩnh Long, là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm và nhân ái của phòng khám này. Ông Nguyễn Văn Hải khi đến đây đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng do mắc bệnh sarcoma phần mềm vùng thái dương. Tình trạng của ông rất khó khăn, việc di chuyển gặp trở ngại, vệ sinh cá nhân trở thành một thử thách lớn và những cơn đau nhức do vết thương gây ra làm cuộc sống hàng ngày trở nên đau đớn. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc chu đáo và tận tình của đội ngũ các thầy thuốc tại phòng khám, ông Nguyễn Văn Hải đã được hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với sự quan tâm đặc biệt. Các thầy thuốc và nhân viên không chỉ áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư mà còn chăm sóc từng nhu cầu nhỏ nhất của ông, từ việc vệ sinh cá nhân đến việc giảm đau và hỗ trợ tâm lý.
Sau gần 4 tháng hỗ trợ điều trị, ông Nguyễn Văn Hải đã có những tiến triển đáng kể và cuối cùng ông đã khỏi bệnh. Sự phục hồi của ông không chỉ là thành công của liệu pháp y tế mà còn là minh chứng cho lòng nhân ái và sự kiên nhẫn của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Ông Nguyễn Văn Hải đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tất cả các thầy thuốc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người đã góp phần không nhỏ vào hành trình hỗ trợ điều trị của ông. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục minh chứng rằng ngoài việc chuyên môn, sự yêu thương và quan tâm chân thành cũng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Xin trân trọng. Xin anh cho biết là họ tên nhưng mình đến từ đâu? Tôi tên Nguyễn Văn Hải, đến từ Vĩnh Long. Thì khi một cái thời gian điều trị ở đây á, là tôi cũng rất cố gắng theo phác đồ ở đây. Rồi khi mà được hơn 2 tháng, thầy cho đi kiểm tra sức khỏe thì kiểm tra lại, cho nên thấy cái kết quả được giảm rất là nhiều. Thì bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy giống như là mình đã sống thêm một thời gian rất dài nữa. Xin anh cho biết cái triệu chứng bệnh ban đầu của anh là như thế nào, rồi mình đi bệnh viện nào và họ tư vấn mình trị như thế nào? Thì cái bệnh này cũng kéo dài lâu rồi, nhưng mà sau này mới tái phát lại. Thì lúc kiểm tra thì ở bệnh viện ung bướu, thì họ ở trên đó bác sĩ nói là bệnh sẽ tái phát, cho nên thấy vậy thì cũng tin tưởng ở cái liệu trình điều trị của Cha Tường ở đây rất là tốt, cho nên tôi phải xuống dưới đây điều trị. Thì trong thời gian rất là ngắn, chỉ hơn 2 tháng thôi, là tôi kiểm tra lại ở Trà Vinh, thấy kết quả rất là tốt, cho nên tôi rất vui mừng. So sánh khi mà anh bước chân vô phòng khám này và đến thời điểm này thì anh có thể đánh giá, phân tích cái tình trạng sức khỏe đó ra sao? Sức khỏe thì nói chung là cái sức khỏe vẫn tốt, ổn, chỉ có là sụt cân vậy thôi, còn vẫn hiện tại thì vẫn là tốt, vẫn y như ở lúc như là lúc mình còn khỏe vậy. Xin cho biết các bạn, những ngày tháng tới đây nữa thì anh có giữ phác đồ giống như các thầy mà được không dạy? Vẫn giữ, bởi vì thấy cái liệu trình này rất là hay. Tuy rằng báo hết kết quả tốt vậy, nhưng mà vẫn giữ phác đồ khoảng 3 tháng đổ lên. Rồi hết theo đó thì mình vẫn ăn chay, chắc phải ăn chay. Tại vì trước đây là chưa bệnh là tôi cũng đã ăn chay, cho nên nguyện vọng ăn chay tiếp tục cũng là đúng. Xin anh cho biết các thầy ở đây về cái tinh thần thái độ phục vụ như thế nào, cho mình là đánh thái quát như người ở bên ngoài. Theo cách nhìn nhận và quan sát xét thấy của tôi thì ở đây các thầy là rất là nhiệt tình, luôn chăm sóc chăm lo sức khỏe, và những cái thức ăn hoặc là những cái công thức nấu phải cho đúng, và khám thấy cảm thấy là rất là tốt đối với từng bệnh nhân, kể cả bệnh nhân khỏe và bệnh nhân mệt yếu. Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống,
không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Chân đi
làm thân kiếp người hèn yếu đuối. Ôi Chúa quá yêu nhân loại, như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Chương thánh nhân đè đây, lòng con tràn bao vui mừng. Nén ia hương này, đoàn con xin dâng lên thánh linh, ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Đã ia mang về trần gian sức mạnh lòng tin yêu, tin kính Chúa trong tâm hồn. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Chương thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về, làn hương thơm bay lên trước nhan tòa cao Maria. Cúi ia xin mẹ ý, nhận cho tấm lòng thành tâm đây, con kính bái sư tôn mẹ. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Chương thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về, làn hương tin yêu con hát ca, ngợi khen tung hô muôn nơi. Với ia muôn lòng hiệp dâng trương tòa cao các thánh. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60, đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn, đi khoảng 500 m
quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ rộng lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.